Đừng căng thẳng quá, Manchester United của Ten Hag đang tiến bộ đấy. Manchester United lại phải nhận thêm một thất bại nữa, nhưng khác với trước đây. Bầu không khí sau trận thua Brighton không đến nỗi quá ủ dột, do ai cũng có thể nhìn thấy những biến chuyển lớn trong lối chơi của đội bóng dưới quyền Ten Hag. Manchester United trong hai trận đấu vừa qua đã cho thấy những sự tiến bộ nhất định. Cả hai bàn thua của Manchester United trước Brighton đều có thể tránh được. Trong cả hai bàn thua ấy, cầu thủ nhận bóng ở cột xa của Brighton, tình huống đầu tiên là Mitoma, người đã căng ngang cho Welbeck mở tỷ số. Còn tình huống thứ hai là João Pedro, người đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1, đều không bị ai kèm. Những giây phút mất tập trung của các cá nhân trong hệ thống phòng ngự của Manchester United đã khiến họ phải trả giá đắt. Đó cũng là điều mà Ten Hag đã thừa nhận sau trận. Nhưng vị huấn luyện viên người Hà Lan không đổ lỗi cho từng cá nhân, mà cho rằng toàn đội phải chịu trách nhiệm vì những bàn thua dễ dàng này. Chúng ta cần phải chặn đứng những quả tạt, ông nói, đã có 3 cầu thủ tham gia vào tình huống đó và lẽ ra chúng ta nên đẩy cầu thủ Brighton xuống biên thay vì để cậu ta có cơ hội tạt bóng. Cả đội đã có những sai lầm trong tình huống đó và nó ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu. Dù thất bại trước Brighton mang đến cảm giác thất vọng, nhưng có một số dấu hiệu tích cực về sự tiến bộ của đội bóng. Ở nhiều giai đoạn trong trận đấu, đặc biệt trước khi Mason Mount bị thay ra sau hiệp 1, United đã thể hiện lối chơi tích cực với cường độ và áp lực cao trong khâu phòng ngự. Các cầu thủ đều tỏ ra giàu năng lượng hơn. Có nhiều thời điểm áp đảo đối phương, và nếu không vì một bàn thắng bị từ chối kỳ lạ của Alejandro Garnacho, họ có thể đã có ít nhất một điểm. Bàn gỡ hòa của Amad Diallo cũng là minh chứng cho sự cải thiện trong lối chơi của đội bóng. Huấn luyện viên Ten Hag đã tin tưởng cầu thủ 22 tuổi này, trao cho anh cơ hội ra sân trong 5 trận liên tiếp tại Premier League. Chính niềm tin này từ huấn luyện viên đã giúp cầu thủ người bờ biển Nga tỏa sáng và ghi bàn gỡ hòa quan trọng cho United. Một khi Garnacho lấy lại được thể lực tốt nhất, Manchester United sẽ sở hữu một cặp cánh trẻ trung, tràn đầy năng lượng và sự táo bạo. Tất nhiên, không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Sự không đồng bộ giữa các cầu thủ phòng ngự, đặc biệt là những tân binh và cầu thủ mới gia nhập đội hình, đã khiến United lâm vào tình thế khó khăn ở những phút cuối. Một phần lớn lý do dẫn đến những sai lầm này là do các cầu thủ phòng ngự chưa thực sự quen thuộc với nhau. Trong số 9 cầu thủ có mặt trong khu vực vòng cấm khi Brighton ghi bàn, có đến 3 người mới gia nhập câu lạc bộ, 2 người chỉ mới thi đấu được 1 tuần. Và 4 người không xuất phát từ đầu trận. Ngoài ra còn là vấn đề phòng chống các tình huống cố định. Mùa trước, Manchester United là đội để đối phương tung ra nhiều cú sút từ các tình huống cố định nhất trong Premier League. Tình trạng này khiến ban huấn luyện phải thuê một chuyên gia về tình huống cố định là Andrea Jorgsen. Tất nhiên là cũng như các tân binh, chính Jorgsen cũng cần thời gian để các cầu thủ có thể nhuần nhuyễn những bài bản mà ông mong muốn áp dụng. Tóm lại là dù vẫn còn một số vấn đề cần cải thiện, Manchester United trong hai trận đấu vừa qua đã cho thấy những sự tiến bộ nhất định. Những thay đổi tích cực, dù nhỏ, đang xuất hiện. Điều quan trọng lúc này là Ten Hag và các cầu thủ vẫn giữ vững niềm tin vào lựa chọn hướng đi của mình. Những vấn đề không thể biến mất trong ngày 1, ngày 2, nhưng với sự kiên trì và quyết tâm, Manchester United sẽ khác.